Rồi quý vị ơi, bonsai 401 quý vị ơi, một cây trà Phúc Kiến 280k bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này siêu dài nha quý vị. Quái luôn ha, mà trái nhóc hết trơn luôn nè quý vị thấy không? Đó. 280 mà tôi bán cho quý vị rồi, tôi còn có 230 nha quý vị. Tiền ship tôi hết 50.000 rồi nha. Cái bầu này nặng lắm, cát không rồi nha quý vị nè, nó quái lắm nha. Nè. Thấy nó quái không? Đó. Cầm tay nó nặng quá rồi. Cái bầu đất này chung phải 2 kg có rồi nha. Đây này cát không. Rồi 280 nha quý vị. Đó. Rồi nặng quá cầm không nổi trên tay. Rồi mặt sau của nó nè, tỷ lệ nè. Rồi kết thúc nha quý vị, cành nhánh bài bản luôn ha, nuôi rất là lâu rồi nha, trái nhóc hết trơn nha. Rồi xuống đi ơi, mau đi con ơi, mưa gió tới.